hàng ở đây nha. Ê, quýt lộn rồi. Ê, 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 quýt lộn dữ rồi. Thế này bà, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt lại. Đi yên đi. Mày. Tao quýnh mày chết cha mày. Mày lì phải không? Hello, xin chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sanma TV cả nhà. Thưa mọi người, thì hôm nay mình đang ở miếu ông già vào ban ngày. Thì hôm nay là mình định là sẽ thả cái vong mà Thí An ra. Thì ở bên kênh Sanma Vlog á, thì mình đã bắt Thí An vào hồ lô rồi. Thì nói chung thì mình cũng hỏi thông tin này nọ hết trơn á. Thì mình có vẻ như mình thấy là cũng là khá là đúng là Thí An cả nhà, nên mình quyết định là sẽ thả ra. Thì hôm nay mình chuẩn bị bộ đồ cả nhà. Mà bộ đồ này trước đây là bộ đồ này thì của Thí An nè. Mà hôm trước mình có trở lại cái nhà Ton và mình có lụm được á, là bộ đồ này hôm trước mình mua Thí An mặc. Nhưng mà không biết vì sao nó bị vong nào quỷ nào lấy mất tiêu. Rồi hình như là cái bọn mà thiên ma cả nhà mà nó giả Thí An, nó lấy bộ đồ Thí An này, nó giả cái Thí An này. Rồi xong rồi thời gian sau Thí An đi siêu thoát. Rồi hình như bộ đồ này nó bỏ lại. Mình có đến nhà Ton mà mình có nhặt lại bộ đồ này cả nhà. Mình đến mình giữ tới giờ. Nói chung đây cũng như là một kỷ niệm mình nọ, mình giữ tới giờ. Và hôm nay á thì mình định là sẽ thả Thí An ra khỏi cái hồ lô. Và để bộ đồ này trả lại cho Thí An, cho Thí An mặc, cũng như là chắc có lẽ là mình sẽ nhận lại Thí An để Thí An sau này giúp mình đi giúp bắt vong này nọ cả nhà. Có thể là đi gặp những vong dữ hay hoặc là đi khuyên những vong như trước đây. Thì ok. Thì bây giờ mình sẽ cúng kiến nha, và mình sẽ thả Thí An ra khỏi cái hồ lô cả nhà. Sau khi mình thả Thí An ra xong á, là mình sẽ đi đến cái vườn chuối để mà đi bắt cái vong áo đỏ còn lại đó. Cái bông áo trắng á, là mình đã đưa vào một cái bình khác rồi, mình nhốt lại cái bông trong cái bình khác rồi cả nhà. Gì vậy? Mới nghe giọng nó cái theo chuyện cái gì? Gì đó? Hả? Ừ. Nói chuyện cả nhà. Thì có một số anh chị comment cũng hỏi một cái câu thế này là tại sao mà Tú bắt một vong khác bỏ vào bình hồ lô này rồi, mà tại sao lại hút thêm vong linh khác nhốt vào thì có ảnh hưởng gì không và có được hay không? Thì cái nhà, thì khi mình bắt một cái vong vào một cái bình hồ lô kim cang này xong là về nhà mình phải đưa nó vào một cái bình khác để mình chứa. Sau đó là cái bình để trống rồi, là mình đi đến nơi khác mình có thể hút một vong khác nữa, chứ không thể nào mà nhốt một lúc hai vong như thế nha. Giống như là cái vong áo trắng á, là mình đã đưa vào cái bình khác rồi đó. Thì mình định là sẽ đốt đèn cầy, nhưng mà thật sự bây giờ đèn cầy thì trời gió nó hơi nhiều của chú anh chị nên rất là khó đốt. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu thả vong Thí An nha các chú chị ơi. Bị ra nha, nghe không?
Sao? Có muốn theo thầy giúp đời không? Thì có. Nhớ đồ này không? Nhớ đâu con mà. Sao nằm đây? Sao nằm đây vậy? Cái thiên ma nó lấy chứ. Thiên ma lấy hả? À? Vậy sao ở trong tay thầy nè? Biết nằm đâu không? Ở đâu không? Nhà tôn. Lần tiên mà Thúy An gặp thầy á. Rồi. Hôm trước thầy có đến đó thì gặp. Thôi bây giờ nè, thay đồ này đi cho nó gọn gàng lại ha, đặng tiện đi giúp vong ha. Đi đi, thì thay thay đi. Tụi tôi anh chị ơi, thì bây giờ mình để Thúy An đi thay bộ đồ đi rồi coi coi như thế nào nha. Giờ mình hôm nay xin đợi xíu. Thì thật sự ở trong miếu này á là đang có hai cái vòng áo trắng, nhưng mà tại vì hiện tại giờ đang ban ngày nên mình thấy không thấy xuất hiện của chú anh chị đó. Thì hôm nay mình đến đây ban ngày là chủ yếu để mà thả Thúy An ra, và nói chung là mình không không nhốt Thúy An nữa. Và khi mà mình thả rồi á, sau này á, nếu mà mình cần á, mình chỉ niệm chú là Thúy An xuất hiện. Như vậy cho nó dễ, tại vì lúc có lúc cần mà thiết mình để mình cần Thúy An xuất hiện để mà giúp mình khuyên mấy cái vong linh, tại vì vong linh với vong linh thì nó dễ giao tiếp với nhau và nó dễ ấy hơn, dễ mà khuyên hơn cái chú chính trị. Thay đóng tiêu luôn không biết nữa. Bờ nó xíu đi, đàn bạn gái cho thay lâu xíu. Rồi lẹ lẹ đi, thay đồ lâu dữ hả? Vong linh mà độ lâu dữ gì sao? Không mà không. Thông rồi hả? Mốt hiện hình gì luôn nha, chứ không có làm mờ mờ nha. Xuất hiện như người ta đi rồi quýnh bắt vong nha. Bây giờ vậy nè, bây giờ thầy thả con ra, nhưng mà lúc mà thầy đi giúp vong linh mà gặp vong linh dữ thầy niệm chú cũng xuất hiện nghe chưa. Thôi đi đi, chú anh chị ơi, thôi bây giờ mình sẽ thu dọn này và đi đến vườn chuối để mà bắt cái vỏ đỏ kia nha, và coi thử cái hôm nay cái vỏ đỏ nó có dữ hay không. Nếu mà nó dữ mình sẽ bắt để Thế An bắt, còn nếu mà nó hiền thì mình để ra Thế An giúp luôn cái nha. Thử cái bây giờ đi thôi cái nha. Bây giờ Tú đang đứng phía bên đây vườn chuối, bên cái vườn chuối bên đó kìa, thấy không? Bây giờ mình sẽ đi vào ảnh nha. Hôm nay đi đường mới, bên này đi phía sau đi tới. Hồi bữa mình làm đi ngoài lộ đi vô cái đường lộ đất đó cả nhà, đi vô là thấy cái đường khác, bên nay đi đường này qua. Trời thì tối thui rồi, nhưng mà trong cam thì cái nhà vẫn thấy chân trời vẫn sáng ha. Đấy, xe. Mình mất nét đi rồi. Đi gì vậy? Rồi, đi mất nét đi. Lấy nét cái được, đừng mất nét đó. Mắc nét luôn, tôi kỳ đó. Ủa thôi vậy. Rồi.
Đi đi. Hôm nay mình được ngập ngang hông. Mọi bữa mà vô thì phải trước vô này vô ngang hông cả nhà. Tiếng ai nói chuyện vậy? Không thấy chân gì. Hay là nó sợ nó chạy vậy? Mình tắt cái bông trắng kia, bông đỏ chạy vậy. Nghe tiếng ở đâu sột sạt sột sạt. Kè 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 thấy kè 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 lúc đó kè. Mình mới thấy lúc lúc đằng đó có cái bóng đỏ đỏ đi qua đó cái nhà. Nó gì đó. Kè 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 đây. Đâu rồi? Mới thấy mà. Mà thấy bên đây mà ta. Ủa? Ai đây? Sao? Anh chú thấy thẳng mắt bắt trong áo trắng kia sợ chưa? Nó đứng không được. Sao hôm nay tôi trở lại giúp dông nè, dông muốn đi đâu không? Muốn về chùa tu không? Chạy luôn rồi kìa. Kìa kìa. Nó muốn tiêu ra. Ủa, tính cái đầu hả? Nó muốn tiêu rồi. Không đeo trời. Ủa nó tiêu à? Nó gặp mình nó chạy cái nhà. Nó sợ cái gì á. Vậy. À đây. Đứng nghe chuyện xíu coi, tại mình chạy qua vậy. Để giúp bắt đâu mà làm dữ gì đâu mà sợ vậy ạ? Hôm trước gặp tôi vượt lắm mà sao hôm nay giỏi vậy? Hả? Chào ông nghe. Sao hôm nay còn dám ở đây hả? Bây giờ vậy nè.
tôi sẽ cho đệ tử tôi ra nói chuyện với Vong để cho Vong hiểu ha, chịu không? Không chịu hả? Bây giờ về Vong theo tôi hoặc đi thi thoát đi, giúp cho thi thoát nè, được không? Chạy nữa. Ủa đâu rồi? Cái con nó chạy hoài ta. Kìa kìa, đứng đó kìa. Ủa đâu rồi? Mấy đứa đâu tới rồi? Bây giờ để mình chịu hồi Thí An ra, mình cho đi bắt cái bông này, nó trốn hoài cái nha. Trốn hoài không bắt được. Hồi nãy mình dặn Thí An là chịu hồi nó ra xuất hiện. Thí An ở gần đây không? Hiện tại giờ trong cái vườn chuối này nè, là có một con quỷ đàn ông mà đỏ. Bây giờ con đi kiếm bắt cái thầy coi. Vòng hoài. Ở đâu thầy? Ở trong vườn chuối này nè. Ở đây hả? Ở trong vườn vườn chuối này nè. Đi kiếm đi. Rồi, tới công chị với con rồi. Đi đi. Mất tiêu rồi. Thế An đi mất tiêu luôn rồi. Thế An ơi, trời ơi, kiểu đi bắt con có đỏ chưa chân đi mất tiêu rồi. À đây nha. Ôi quýnh lộn rồi. Ê. Ê. Út lộn dữ rồi. Thế bà. Ôi đó thầy, ôi đó thầy. Rồi. Đâu rồi? Nó trốn rồi. Trốn rồi hả? Nó đâu rồi? Ê, 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 cái mặt kìa. Trời ơi, quýnh lộn đi. Cái màu đỏ mà lì như vậy, đi vô đi. Chạy đi kìa, chạy đâu rồi? Bây giờ vậy đi, bây giờ bắt đầu rồi. Ê, kìa. Ê. Bắt luôn bắt lại. Đứng yên coi mày.
Tao quýnh mày chết cha mày. Mày lì phải không? Mày tên gì? Khai liền. Mày tên gì? Tên gì? Tên gì? Không có nhớ. Không có nhớ. Mày phải nhớ tên mày, tao bắt mày được. Tên, nói đi. Tên Dũng. Tên Dũng hả? Ở đâu? Chết bao lâu rồi? Bên kia đồng. Bên kia là gì? Bên kia đồng. Bên kia đồng. Bên kia đồng là thuộc về xứ sở đâu mà không nói sao bây giờ mình nói? Cách con sông. Khanh bên kia đồng cách con sông. Có gì đó. Đừng nói là tao thấy cái mông nha. Ở chỗ đó. Ừ. Nó nói giúp đó thầy. Giúp hả? Chết luôn hả? Chết chưa? Chưa đâu. Bây giờ khai tên tuổi bắt đưa về chùa cho tu nè. Hay qua đi siêu thoát. Cho cái bông này giúp đi siêu thoát chịu không? Nếu mà bông sợ tôi bắt cái bông đó, thì giờ tôi cho cái bông này bắt đưa đi siêu thoát. Rồi buông nó ra đi. Đi đi, một hồi tao giúp tao cúng kiến rồi, rồi sức hiện hưởng thì cho con này đưa giúp đi siêu thoát nha. Đi đi. Thế An đi luôn cả nhà. Một hồi mình sẽ cúng kiến rồi chiều hồi Thế An ra. Ok, vậy cúng kiến cả nhà. Cái nhà ơi, thì giờ thấy cúng kiến đây. Dạ. Dọn sạch sẽ. Ây da. Lâu lắm mình chưa có dùng lại cái miếng thảm trải bàn cúng này. Có thời gian cúng mình sẽ sạch. Cái này mình sẽ để cho bông Thí An giúp cái bông linh chứ mình không cần giúp luôn, mình sẽ không xuất hiện cả nhà. Mình cúng kiến xong làm đi ra ngoài, sau đó làm để Thí An tự động nha. Nếu mà Thí An thật á là sẽ làm được điều này. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, cô chú anh chị chúng mình xem sát nha. Rồi bông linh có Thí An có giúp được bông này không nha cả nhà.
Hãy ngang đồ ha. Nhìn mặt cũng được. Tên gì? Dũng. Tên Dũng. Trần Minh Dũng. Chết lâu chưa? Mấy năm rồi? 300 mấy năm rồi. Cái gì 300 mấy? Có tính lộn không? Bị gì chết? Bị người ta giết. Ba trăm mấy. Có xạo không vậy? Nói thiệt đi. Hay người ta giúp đi nè. Bây giờ có nói không? Tám mươi bảy năm. Nó thiệt đi, nó giỡn hoài. Tám mươi bảy năm. Hồi sao ở trên đây không đi đi? Ở đây làm gì? Không có siêu thoát được. Cũng đúng. Tại phán người ta nên không có đi được đó. Mà muốn đi không? Xíu tôi giúp cho đi nha. Uống nhang đi. Tỉnh hồn dữ vậy. Hay cũng có này, làm cái vậy. Ăn không? Ừ. Lông không ăn gà, hiềm gà ghê trời. Dính gì? Ngon quá. Uống nhang đi rồi đi. Lúc sống có gia đình gì không? Không. Nhìn mặt là biết.
Nhà gần đây không? Trên cây chuối hả? Ở trên đọt. Trên đọt chuối. Là sao? Ở trên bắp chuối hả? Ôi. Mà cho hỏi này, còn dông nào ở đây nữa không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Nãy dông trắng kia bị bắt phải không? À biết rồi, biết rồi. Bạn của ông hả? Chạy hay vậy? Vậy? Thôi hưởng đi, xíu đi. Đi chưa? Rồi ngồi đàng hoàng lại đi. Tên Dũng đúng không? Nhiêu tuổi? Chín mươi tuổi. Xạo hoài. Nói tuổi thiệt đi, tôi giúp cho. 90 cách 87 năm ngày 90 tuổi. Chết năm 13 tuổi hả? Tính lộn, tính lộn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chắc là đi rồi, xong nhiệm vụ rồi. Sao rồi? Biết được chưa? Nghe được rồi hay. Nói gì đâu rồi? Đi chưa hết rồi. Đi hết rồi hả? Tên gì? Ngày tên Dũng. Chết nhiêu năm rồi? Chết 87 năm. Là nhiêu tuổi?
90 tuổi. Gì kỳ vậy? 90 tuổi mà chết 87 năm mà có 7 tuổi tiếp theo rồi hả? Qua nữa chứ. Qua gì? 90 tuổi mà chết 87 năm có 3 tuổi. Kỳ vậy? Nhớ lộn phải không? Ủa? Mày tóm lại đi thoát rồi phải không? Đúng rồi, đi rồi, con giúp đi luôn rồi. Đi chưa? Đi rồi. Nếu mà không đúng tuổi không tin nó không đi được đâu nghe. Đi đi trên đây nè. Hoặc là trốn á. Nó cũng có thể di chuyển khi lúc mình làm, khi mà con làm nghi thức mình lại cho họ nó đi á. Nó cũng có thể trốn đi nữa chứ không phải là nó có thể đi được đâu. Nếu mà đúng tuổi không tin nó không đi được đâu. Đúng. Để thầy vậy coi lại mới được. Thôi giờ con đi đi. Nhìn mấy cái hả? Lấy nhiều lấy đi. Biết quá mà. Hạnh đi. Ừ. Thì chú anh chị thì nói chung nãy giờ bên trong này thì không biết là Thúy An giúp như thế nào. Nhưng mà thấy cái tuổi tác nói mình thấy nó có cái gì đó là nó không có chính xác với chú anh chị. Thì để mình về xem lại coi như thế nào là Thúy An có giúp được cái bọc này hay không. Hoặc là cái bọc mình đã trốn đi vậy. Thì ok, thì cảm ơn quý vị xem rất là nhiều. Nhiều quý vị đăng ký kênh like ủng hộ mình nha. Đặc biệt hãy bật cái chuông lên để nhận được thông báo những video tiếp theo nha các nhà. Chào các nhà.